Giờ cậu chữa cho Lan cái câu số 35 nhé. Đặt một điểm áp xoay chiều U bằng U gần 2. Cốt của OPKT cộng phi gồm có điện trở thuần R này, cuộn dây không thuần cảm có hệ số tụ cảm L và R nhỏ này. Tụ điện có điện trung C này, N là điểm này, M là điểm này. Rồi. Họ cho mình biết là điện trở R to cũng bằng điện trở R nhỏ, tức là cũng bằng điện trở thuần của cái cuộn cảm này. Biết rằng hiệu điện tế tức thời giữa hai đầu của đoạn AM này thì vuông pha với điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn NB này. Giá trị hiệu dụng của đoạn AM cũng bằng giá trị hiệu dụng của điện thế hiệu dụng của NB và bằng 30 căn 3 V. Hỏi U hiệu dụng của cả mạch là bao nhiêu? Ok chưa? Thế thì ở cái bài này cho cậu một tí. Thì chúng ta nên sử dụng cái giải đầu vectơ để giải. Nếu như chúng ta chỉ sử dụng công thức một cách thuần túy thôi, rất mệt. Bởi vì rất khó để xử lý cái đoạn hai cái này nó vuông pha với nhau. Bây giờ ta vẽ giải đầu vectơ nhé. Đây. Thì phần đường ngang này là U nào của cái này. Thế thì mạch này đấy được viết lại thành như thế này cho nó tiện. R to này nối tiếp với cuộn dây thuần cảm này và nối tiếp với điện trở R nhỏ này, rồi nối tiếp với tụ điện có điện dung C này. Đây là điểm A này, cuối điện là điểm B này, N ở đây này và M ở đây này. Thế thì cái đoạn NM này, tức là của cuộn dây này, chúng ta tách riêng nó ra thành cuộn dây coi như là thuần cảm đi và nối tiếp với nó một cái điện trở R cho nó dễ hình dung. Vậy thì vì R to và R nhỏ này có giá trị như nhau, cho nên là hiệu điện thế giữa hai đầu cái R nhỏ này cũng bằng hiệu điện thế giữa hai đầu cái R to này. Đấy, nên nó cũng biểu diễn cùng một cái vectơ như vậy cả. UR to và UR nhỏ trùng nhau. Được chưa? Còn UL thì đâu đó ở trên đây. Như vậy thì UAM được biểu diễn bằng cái nào? UAM này, AM là đoạn này. Thì bao gồm 3 thành phần: một điện trở thuần R to, một điện trở thuần R nhỏ và một con dây thuần cảm L. Thì điện trở R to hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R to và giữa hai đầu R nhỏ vì nó ra vào nhau cho nên là cộng lại với nhau nó sẽ là một cái vectơ dài gấp đôi. Thế từ mốc này cho đến đây sẽ là một cái vectơ dài là U hai lần của UR nhé. UAM sẽ bằng hai lần UR, tức là cái này cộng với hiệu điện thế giữa hai đầu cộng với hiệu điện thế giữa hai đầu của dây trầm cảm nữa. Đấy. Thì tổng lại thì sẽ được gì? Đây chính là UAM. Thế còn UNB đâu? N đây, B đây. Thì đoạn NB gồm có cuộn dây thuần cảm này, một điện trở thuần R nhỏ này và một tụ điện có điện dung C này. Thế điện dung C thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện dung C thì bao giờ nó là UC nằm phía dưới này rồi. Nhưng vấn đề nó dài ngắn như thế nào đây? Thì chúng ta để ý là liệu là UC nó dài hơn UL hay nó ngắn hơn UL. Chúng ta tưởng tượng nếu nó ngắn hơn UL, tôi lấy đây là khoảng trên đây ngắn hơn UL thì lấy UL và cộng UC thì ra cái đoạn này trên đây, xong cộng thêm UR nữa, tức là cộng thêm cái đoạn này nữa thì cái U, nếu thế thì cái UNB nó nằm phía trên đây thì nó không thể vuông góc với UAM được. Để cho UNB vuông góc với UAM thì chỉ có thể xảy ra cái kịch bản là UC phải dài hơn UL. Lúc đó lấy UL cộng với UC thì nó ra một cái vectơ nằm phía dưới này. Ta gọi là UCL. Đấy. U này cộng với U này. Xong cộng thêm với cái
u giữa hai đầu r này nữa, u giữa hai đầu r này nó là đoạn này, đúng không? Vậy chúng ta cộng lại này thì được u gì, u là b. Mà đầu bài bảo mình là UAM với UDB thứ nhất là nó vuông pha với nhau trên cái góc này của 90 độ. Tay là đã tương đối thôi. Và UAM với UNB cũng dài bằng nhau, đều bằng 30 căn 3 trên hai cái vectơ này, dài bằng như nhau. Đấy, được chưa? Mình vẽ có thể nó không đúng cái không đúng cái tỷ lệ cho nó. Thì ta để ý này, góc này này cộng với góc này này bằng 90 độ. Như vậy thì ta không khó để cái góc này với cái góc này phải như nhau, ta đánh dấu. Tiếp bây giờ em nhìn vào cái tam giác vuông. Đây là một này, cái tam giác vuông này là hai này. Thì hai tam giác vuông này có hai cái cạnh ghềm bằng nhau. Rồi hai cái góc nhọn bằng nhau, tương ứng bằng nhau. Như vậy thì đây phải là hai tam giác bằng nhau. Nếu vậy thì cái cạnh này sẽ phải bằng cạnh này. Đây cũng là u là to nhé. Thì cả cái cạnh này sẽ dài bằng 2 lần u là to vì nó bằng cạnh này mà. Đấy. Được chưa? Mình vẽ không đúng tỷ lệ thôi chứ còn nếu vẽ chính xác thì cạnh này với cạnh này nó phải dài bằng nhau. Còn cái cạnh UR này thì tương ứng với cái nào? Tương ứng với cạnh này. Đấy, hai cạnh tương ứng với vậy. Vậy thì cạnh này cũng dài là đúng bằng UR to. Được chưa? Vậy thì mà cạnh này với cạnh này là bằng nhau. Chứng tỏ là UL này cũng dài đúng bằng gì? UL to. Vậy thì từ cái giả đồ và ta phân tích về trường hợp hai cái tam giác bằng nhau thì ta nhận thấy là hóa ra là UR to cũng bằng gì? UL. Hiệu điện thế giữa hai đầu con dây thuần cảm. Gì nữa không nhỉ? Cái đoạn này là dài là hai lần UR thì cũng bằng cái đoạn này. Đoạn này chính là lấy UC chỉ với UL. Lấy UC thì cộng cái vectơ UC với UL lại thì ra cái UCL này mà. Đấy, thì chiều dài của nó đúng bằng UC trừ đi UL. Và ta vừa phân tích là cạnh này với cạnh này là dài như nhau cho nên đó UC trừ UL cũng dài bằng 2 lần UR. Đấy, chúng ta có là tỉnh vẽ ta khai thác thêm cái chi tiết này. UC trừ đi UL thì bằng 2 lần UR đúng không? Đây. Thế từ đây ta suy ra gì? UL thì bằng UR đúng không? Thế vậy thì UC sẽ bằng 2 lần UR cộng với UL tức là bằng 2 lần UR cộng UR bằng 3 UR. Đấy. Tức là ta đã cố tình đưa nó về tính theo UR hết đi. Đó. Ừ. Rồi. Và UC, UL cuộn dây thuần cảm cũng bằng UR, UC thì bằng 3 lần UR. Còn U giữa hai đầu cái điện trở R nhỏ này thì cũng bằng UR to. Tất cả đều biểu diễn theo UR to. Từ đây chúng ta mới lại có là đâu nhỉ? Ta khai thác này. UAM đâu, UAM đâu, UAM đây, UAM đây thì có phải là bằng đoạn này nhé, là dài 2 lần UR, đoạn này là dài UR đúng không? Vậy thì chúng ta có là nhìn với tam giác vuông này, một cạnh góc vuông là 2 UR, một cạnh góc vuông dài là UR thì cạnh huyền bằng UAM sẽ bằng căn bậc 2 của 4 UR cộng với bình phương của cạnh thứ hai là UR bình thì nó bằng căn bậc hai của 5 nhân với UR. Và đầu bài cho mình biết là UAM là bằng bao nhiêu? 30 căn 10. Để giờ cho cái này bằng 30 căn bậc hai của 10. Vậy thì sẽ được UR bằng bao nhiêu? Hiệu định thế giữa hai đầu hữu dụng giữa hai đầu UR sẽ là 30 căn 10 chia cho căn 5 tức là 30 căn 2. 30 căn 2 vuông nhân UR. Rồi. Sau khi tính được UR xong thì chúng ta có thể tính U của cả mạch ngay. Bây giờ ta phân tích cái U của cả mạch. U của cả mạch thì sẽ bằng
U giữa hai đầu là to, cộng U giữa hai đầu là, cộng U giữa hai đầu là nhỏ, cộng U giữa hai đầu C. Thì ta lấy U giữa hai đầu là to cộng U giữa hai đầu là nhỏ thì nó bằng 2 lần U rồi, bởi vì hai cái này cùng pha với nhau mà. Cho nên nó sẽ là căn bậc 2 của UR to cộng với UR nhỏ tất cả bình phương cộng với UL trừ UC tất cả bình phương. Đó. Hay nó bằng 2 căn bậc 2 của 2 lần UR bình phương, tức là 4 UR bình phương. Vì UR to với UR nhỏ bằng nhau mà. Cộng với UL trừ UC tất cả bình phương, chỗ nào có UL mình thay nó bằng UR. Chỗ nào có UC mình thay nó bằng 3 UR. 3 UR bình phương thì nó bằng căn bậc 2 của 4 UR bình phương cộng với UR trừ 3 UR thành 2 UR, 2 UR tất cả bình phương cũng thành là 4 UR bình phương. Đấy. Bảng hết chỗ, ok sang đây nhé. Vậy thì U của cả mạch sẽ bằng căn bậc 2 của 8 UR bình phương hay bằng UR nhân với 2 căn 2. UR biết bằng vừa tính được bao nhiêu? UR tính bằng 30 căn 2 mà. 30 căn 2 nhân với 2 căn 2 thì 60 nhân 2 bằng 120. Đáp án là 120. Một nhá. Biết là cháu có nhìn thấy rõ không? Kiểm tra xem nào. Rồi, được.